Hello, xin chào. Ok. Khi mang này không mang giấy tờ luôn. Không, chỉ cần mang mỗi chứng minh nhân dân. À. Ok chưa? Dạ. Đi nha. Đi thi chắc thi B2 hay là B1? Em thi B1. Nếu mà đỗ thực hành, à đỗ lý thuyết xong mới được thi thực hành đúng không? Vâng, nhưng hôm nay là em thi lại. Em chỉ thi lại mới thực hành thôi. À. Rồi lý thuyết thì mô phỏng chứ thi đỗ hết rồi. À. Thế là lần trước đi thi là đỗ lý thuyết rồi nhưng mà lại chưa thực hành. Vâng. Tại vì hôm đấy thi đúng lúc trời mưa to, chả nhìn gì. Thi lý thuyết chắc thi được hành thì nhanh chắc chanh. Hôm nay thi lại thì thi mỗi cái thực hành ở trên xa hình với cả đường trường có một xíu thì cũng nhanh hơn. Thi lên một rồi dễ hơn hả? Vâng, dễ hơn một tí. Xong thi hẳn với hai ấy. Thôi, tại vì em không có nhu cầu học vì nó khó hơn nữa. Về lý thuyết thì nó cũng sẽ nhiều câu hơn. Cả B2 thì dành cho mọi người kinh doanh để lái taxi là chủ yếu. Mình chắc là lái gia đình là thường là xe số bây tự giờ động hết rồi. Vâng, thế nên là cũng không cần thiết lắm. Mà là nó phục vụ nhu cầu của mình thôi là được. Đi xe Bắc Ninh thì còn dễ đi hơn ở trong Hà Nội luôn. Trong Bắc Ninh thì đường dễ hơn. Thứ hai có điểm ở chỗ Sóc Sơn, Thạch Thất này. Và em thấy thường là mọi người sẽ thi ở Đông Anh, Thạch Thất các đấy. Thứ. Lần trước đi thi chắc là cậu đi xe máy à? Vâng, lần trước em cũng đi xe máy. Hôm nay muốn hẳn cửa ra đi xa quá. Để xem có bạn đi cùng thế là thôi lần này tự xe đi. Chắc vậy. Đi cũng ngại kiểu đường xá đúng không? Vâng. Đi sang bên Bắc Ninh nữa. Đường nó hơi lằng hoàng tẹo. Biết đi thì dễ. Tại vì bình thường em bút áp nhưng mà đến khi mà ở trên đấy về đó, nó không rồi. Có xe đâu. Đi về bên Bắc Ninh không có đâu. Có bút xe truyền thống ở bên đấy. Vâng. Cậu sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 99. 99 à? Vâng. À. 99 thì ít tuổi hơn rồi. Trước khi có đông không? Ờ, đông, đông hết đấy. Mấy trăm người đi ạ. Mấy trăm người vừa à? Chắc cũng phải chờ đến lượt đúng không? Không ạ, cái này là mình thi xong cái nào sớm mình cứ ra nộp tiền rồi người ta gọi vào thi thôi. À. Chứ không phải chờ. Sáng này thì mọi người sẽ thi bình thường là tổ chức đợt mới này thì mọi người sẽ thi từ lý thuyết mô phỏng các thứ xong rồi ra xa hình. Nên là cái xa hình buổi sáng nó sẽ vắng hơn. Một bài thi của nó tầm lâu không? Một em bài thi được có 15 phút làm bài thôi mà. Thi thực hành á? Vâng, lý thuyết ý. Lý thuyết với mô phỏng thì được 15 phút thôi. Còn thực hành là 19 phút, 18 đến 19 phút. Anh chưa thi ô tô. Thi phải tầm chục năm trước ấy, rẻ à? Vâng, không cần đâu, chỉ cần cách đây tầm khoảng
hơn 2 năm về trước là đã rẻ hơn một nửa so với bây giờ. Bây giờ đắt hơn à? Bây giờ MC đã, nó có nghĩa là chọn gói của nó đã là 18 triệu 9 rồi. Có mất tiền rút thầy không? Không, có nghĩa là bao chọn tất cả ấy, là 18 triệu 9. Bên này nó không nhận tiền đi thầy đâu, không những gì cả. Chắc chỉ gọi là mời thầy ăn uống thôi. Vâng, nhưng bọn em cũng không cần trả cái đấy luôn. Vì bình thường là sau những buổi học là sẽ có bên trung tâm sẽ có người gọi điện để hỏi. Nếu mà thầy mà nhận tiền hay là thầy mà đòi tiền thì phản ánh lại với bên đấy cũng sẽ xử lý. Học sinh thì đi nguy hiểm lắm. Tưởng là học sinh giờ đang để được nghề gì cả. Tính mấy giảng rồi đúng không? Khả năng chắc ôn thi cấp 3. Đang ôn thi lớp 12 ấy. Quê ở đâu? Em ở Sóc Sơn. À, Sóc Sơn. Sóc Sơn xong thi luôn thì Sóc Sơn này, Sóc Sơn có cái nhà thôi là đi sát hạch đúng không? Sóc Sơn thì nó lại không có điểm để mình học ở trên chỗ trong nội thành ấy. À. Vì bình thường mình sẽ phải học xa hình ở trong tập ở trong sân ở trong nội thành nó sẽ tiện hơn là về quê. Thì có lúc khi là mình phải ra ngoại thành hơn, còn mình học lái các thứ là mình học ở trong nội thành ấy, nó tiện hơn. Thế em về Sóc Sơn học, ở gần nhà em có trung tâm à? Đúng rồi, trước anh lên cái chỗ mà trung tâm thì Sóc Sơn mà đón người ra đấy rồi. Anh ấy Sóc Sơn, nhiều lắm. Vâng, Sóc Sơn. Thế em ở chỗ nào, ở gần cái chỗ thì nhà trường, ở gần thị trấn không? Em không ở gần thị trấn mà chỗ em ở là chỗ đoạn Đồng Đỏ ấy. Chắc nói Đồng Đỏ thì ai cũng biết. Đồng Đỏ. Nếu mà em đi học này là đi học ở trong nội thành đúng không? Vâng, em sẽ học trong nội thành, xong rồi thi thì mới phải đi lên trên này. Học từ thành kia là mình thích hôm nào thì mình đi học được không? Vâng, bên em thì đó là mình tự đăng ký, thích đi hôm nào thì đi. Một tuần học được mấy buổi? Học mấy buổi cũng được ạ, học miễn xong rồi thôi. Còn những cái trung tâm khác ấy, thì cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó sẽ phải, mình sẽ phải phích lịch theo bên đào tạo bắt mình đi học hôm nào mình sẽ đi hôm đấy. Như thế là không thoải mái. Vâng, nhưng mà mình nó đi làm ấy. Giá học của nó sẽ rẻ hơn một chút so với cả bên em mà mình tự đăng ký. Mình đến trước chuẩn bị cho đàng hoàng thi cho tử tế. Mạnh vắng vắng ấy chứ, ít người mà. Cứ vào thi xong đi, xong lúc nào xong thì nhắn tin, cứ xong lúc nào thì nhắn. Thôi cứ đi vào thi đi, thoải mái đi. Lúc về được sau. Cảm ơn nhé. Ok, thi tốt nha. Anh đứng đâu nhỉ? Anh đang ngoài đây. Không thấy đâu nhỉ? À đây. Em xem nhầm lịch thi á? Không, thì cho em cái file đấy. Cái file để hôm nay thi này. Nhưng mà nó kèm cả file cũ. Cái đây. Gì? Có cả tên cũ từ thi từ đợt trước này. Thế là em không để ý. Thế là xem lại là bao giờ mới thi? Nó chưa có lịch cụ thể. Ui dồi. Chán quá. Mất công. Không nghỉ, không mất công đi. Còn gì để làm. Trong đấy người ta không... Trên từ mũ kia đó. Như này, đây. Ờ, không này nhá.
không được đi gì hết. Nhầm lịch này hơi căng đấy. Tại vì nó gửi cho cái file để bình thường nó sẽ lên hết một danh sách thôi, là có tất cả các tên ấy để cho mình đi thi ấy. Thì nó bảo là vào trong đấy check xem là có tên của mình thì đi thi nhé. Thì em cứ bấm vào thôi, thì bình thường nó có 3 cái sheet để tìm tên. Thì không thấy tên của mình thì mình phải bấm vào những cái sheet sau để tìm, đúng không anh? Bao giờ mình đi tìm tên để mình thi thì bao giờ chả thế, đi mình phải tìm hết rồi để xem có tên mình không, mình còn đi chứ. Xong cuối cùng em bấm một cái sheet cuối cùng thì nó có tên của em. Xong rồi em lại không xem nó cái nốt cái cũ, nó chỉ có một cái dòng nhỏ ở trên đầu ở bảng Excel là thi hàng ngày 23 tháng 5. Thế là em vẫn chỉ nhìn mốt tên của mình, thấy tên thì đi thi thôi. Cuối cùng là không phải. Để lần sau em kiểu gì vẫn phải gọi anh đưa đi. Kiểu gì vẫn phải đi thi thôi, nhưng mà không phải là hôm nay. Chán quá. Tại vì là mình đi xa. Vâng. Xa các thứ đó. Thực sự là em thấy nó mất công đi thôi, chứ còn em lên đây đã đóng tiền các thứ gì đâu. Chưa đóng tiền á? Vâng, nó phải có số báo danh, có nghĩa mình lấy được hồ sơ của mình ý thì mình mới đóng tiền để thi. Thì em lên em tìm cái hồ sơ của em không thấy. Thì em bắt đầu mới hỏi. Lần trước em thi ở lâu chưa? Em thi từ hôm 23 tháng 5. Thì thường là sẽ tầm 2 đến 3 tuần hoặc là 1 tháng thì sẽ có lịch thi lại luôn ý. Vì bên này nó rất là đông học viên, nó chỉ cần nửa tháng là nó đã có lịch để tổ chức đợt mới rồi. Chán quá, thế là không được làm gì được hết. Ôi, tối về đi giải đen đi. Tối... Không mà không biết làm nào để giải đen đấy, chán. Tối về đi ăn buffet giải đen. Hôm qua đang chán vì việc phải đi thi sớm, mình chưa chuẩn bị cái gì. Sao hôm nay lại còn nhầm lịch thi nữa? Mất cả buổi làm nữa, trời ơi, tổn thất hơn nhiều đấy. Đúng rồi đấy, mất buổi làm, mất tiền đi xe sang đây vẫn không được thi. Tổn thất hơi căng đấy. Không hiểu tại sao lại đi. Bây giờ vào làm vẫn được mà, 8 giờ em vào làm. Nếu mà... Làm ở đâu? Em làm ở chỗ Hồ Đề Lừ. À, Tân Mai. Thì vào muộn có một tí thôi. Bây giờ vào làm. Về đấy mất tầm 1 tiếng. Vâng. Thì tầm 9 giờ vào làm vẫn được mà. Bây giờ hơn rồi. 9 rưỡi. Bây giờ 9 giờ. Bây giờ 9 giờ 10 giờ vào làm. Vẫn được nửa buổi chiều. Nhưng mà thôi, em nghĩ là em sẽ đi về. Không đi làm. Đang nghỉ hẳn luôn. Thật, nghỉ hẳn luôn. Đằng nào cũng mất tiền. Bỏ rơi về Bắc Ninh đấy. Hôm nào lên Bắc Ninh ăn phở gan cháy. Phở gan cháy ấy. Em thấy cái đấy cũng nổi tiếng phết. Người ta hay review trên TikTok ấy. Vâng, em thấy bảo là dân Bắc Ninh phải ăn phở gan cháy. Không biết là có ngon không. Người đấy anh vừa đi ăn xong hả? Thế á? Chán quá, không thì em thi đấy. Chán không còn gì để nói. Hôm nào đi sớm, đến đây tầm 7 giờ này, nó đi ăn này. Ngon phết, ăn cũng được. Thế à? Nó có thịt lợn này. Thịt lợn ngan cháy lại có thịt lợn. Có thịt lợn này. Thịt lợn người ta kiểu thái nhỏ, người ta trần qua, người ta ấy đúng không ạ? Bắt đầu là cái món cật lợn này. Với lại hai miếng ngan cháy. Hay nhỉ? Em lại tưởng ngan cháy nó chỉ có ngan thôi. Không, có ăn được phết. Dạ. Có ai nhầm lịch không? Có lúc em đứng đấy thì cũng có mấy người bảo là không tìm thấy hồ sơ thì em không biết được, thì em chả hỏi. Và em nghe đến lúc đấy là em xem lại tên em thấy sai, là em đã biết là kiểu gì mình không được thi rồi, vì cái này phải có số báo danh ấy.
mà có lịch thì mình mới được đi cơ. Người ta gửi pha đấy, người ta không ấy nhỉ? Vâng, nó chắc gửi pha là... nhưng đấy ra nó phải tách ra đợt nào đợt mới thi thì nó phải xóa những cái cũ đi đúng không? Xóa đi cũ đi, và thứ hai là nó phải sát xa cho mình tí đúng không? Vâng. Chứ bây giờ anh bảo là nếu mà kể cả cái cũ em đây là thanh niên trẻ em còn nhìn nhầm. Thế bây giờ những người già thì người ta làm nào? Người như bố mẹ mình mà đi thi thì làm nào? Với tâm thế của em lúc đấy em gửi cho cái file như thế thì em chỉ tìm hết. Nhìn danh sách này không có thì mình phải tìm sang cái danh sách khác. Chứ làm gì có chuyện mà tìm một cái không thấy có thì thôi đâu. Trước em có đi học không? Đi học đại học ạ? Em có chứ. Em học trường gì? Em học kinh công. Kinh doanh của công nghiệp chỗ Đường Minh Khai đấy ạ? Kinh công chỗ Vinh Tuy, của Vinh Tuy em. Hai cổng đúng không? Một cổng Vĩnh Nam, một cổng Minh Khai mà. Vâng, đúng rồi ạ. Trời mưa kiểu nó nhìn nó khó đúng không? Vâng, các điểm căn của mình nó khó, với cả khi mà bình thường anh lùi thì mình phải nhìn vào gương chiếu hậu, và mưa to mà nó vào cái gương đấy thì mình cái gương mặt trước mình nhìn đường thì còn gạt được nước chứ. Dạ đúng rồi. Hai cái gương kia làm sao anh gạt được nước, để có anh thò tay ra anh lau thôi. Thì em kiểu cứ tâm lý mình vội là thôi phải chạy cố cho nhanh để còn lùi, bây giờ mưa to tí nữa là mưa trắng xóa làm sao mình nhìn được nữa. Nghĩa là mình cứ làm nó theo thời gian đúng không? Vâng, đúng rồi, nó chỉ cho anh nếu mà trong bài lùi thì anh chỉ được trong vòng 5 phút anh phải lùi xong, nếu mà quá 5 phút thì sẽ bị trừ điểm. Cuống đấy, hơi cuống. May hôm nay có mát trời hơn hôm qua. Không chắc cái em ngất xỉu mất. Coi mà đi thi thì đúng là qua nóng mà. Kinh rồi. Qua nắng nó to chứ. Nắng to mà lúc em đi làm tầm 8 giờ mà đã nóng không chịu được rồi. Công ty em làm muộn 8 rưỡi mới làm cơ. Vâng. Văn phòng bình thường nó làm muộn. Buổi chiều chắc nghỉ muộn à? Dạ. Buổi chiều chắc nghỉ muộn à? Không ạ, à, em 5 giờ em nghỉ rồi. Tám rưỡi tao đến 11 rưỡi nhỉ? 8 rưỡi đến 12 giờ. 1 rưỡi à? Không, 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thực ra em đi làm đấy nó cũng tương đối là gần, không xa đâu. Vâng. Tầm 6 cây. Đi tầm 6 cây. À, tụi em ở cái chung cư mini à? Em ở nhà dân ấy. Anh tưởng chung cư mini cái chỗ nhà 24 đấy. Không. Nhà đấy nguy hiểm phết đấy. Anh nói thế em lại sợ. Chẳng sợ. Giờ chỉ sợ cháy. Thật. Không, cho em không phải là chung cư mini mà. Dân có nghĩa là chủ nhà ở tầng bạn 1. Đấy đã chơi cùng em. Thế là bạn ý ở tầng 2 thì em ở tầng 3 thôi. À. Mỗi tầng chỉ có một người ở thôi. Có lăn can không? Không anh ạ. Chỉ có trên ở trên thì có sân thượng. Chung là giờ ở đâu cũng phải tìm cái an toàn nhất cho mình. Thật. Đúng không? Chung kính thì vâng. Đơn giản ở đâu. Nhưng mà trong đấy là nó bị hẹp sâu quá rồi. Đúng rồi. Nguy hiểm phết đấy chứ. Giờ ở đâu là đắt một tí nhưng mà Bây giờ mình tính cái khói vào mắt đã cay mắt rồi đúng không? Vâng. Giờ cháy như thế là sao chịu được. Toàn tính chết ngạt thôi, không tính chết cháy, toàn chết ngạt. Một mình thì em dám đi sang bên này không? Em có. Có gì đâu, bình thường mà chẳng qua em đi thi thì em ngại không muốn đi xe cho đông mệt. Từ chỗ em sang bên này bằng ngang lên Sóc Sơn. Vâng. Lên Sóc Sơn thì tầm 30 cây, hơn 30 cây. 30 cây thì đi từ Hà Nội đi sang đây mất 1 tiếng. Thì cũng bằng từ Hà Nội về nhà em mất 1 tiếng. Đi còn chả đến 1 tiếng ấy.
Chúng ta đi qua cầu Nhật Tân đâm thẳng phát là đến đâu? Phát là tới rồi. Đường thoáng, mình một đường. Sóc Sơn gần mà, chắc tuần nào về quê mất. Không. Một tháng em về ít nhất là một cùng lắm một lần. Thế rồi hả? Nhà gần thế về ít thế cả. Thế thôi anh. Về ở trên này còn đi làm chứ. Chủ nhật vẫn được nghỉ mà. Vậy em được nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Được nghỉ hẳn thứ bảy chủ nhật á? Vâng. Thế không về luôn? Không. Anh ở nhà gần em ấy, tuần nào anh về. Anh luôn. Ơi đấy là nói thế thôi thế chứ à? Còn đến khi mà nhà gần rồi thì lại không về như thế đâu. Mình cảm giác là về bố mẹ không quý nữa rồi đúng không? Đúng rồi anh. Bố mẹ ở này về nhiều thế. Về ít thì chất lượng. Ở lại về à? Đúng rồi đấy. Đợt trước em cũng thế. Đợt đi học đại học thì về á lại. Hôm nay lại về à? Bây giờ đi làm rồi. Thế tuần này có về không? Nhà em có mấy anh em? Có hai chị em gái. À. Em ở bên chỗ đoạn Minh Khai thì em hay phi cái đường này đâm thẳng phát về nhà. Đường cầu Thanh Trì. Vâng. Qua Long Biên cầu Long duy nhất là về đến nhà. Là cầu đi nhiều quá đường này ta thôi. Đi bên này nó thoáng, nó không có xe, lại còn không nhiều đèn đỏ. Bây giờ về nghĩ tối ăn gì để giải đi ăn? Chắc em phải nghĩ một cái món gì đấy để đảo lộn lại cái sự đen đủi này. Định đi làm nhưng anh nghĩ là thôi chán quá, không còn tâm trạng để đi làm nữa. Hôm nay mà ở Đông Bắc là về đi làm chứ anh ạ. Vâng. Thế bắt đầu đi làm giờ đấy á? Thì bọn em được thoải mái mà. Video anh này là hôm cho ai tiền mà. Thế à? Bảo là đi ăn xin nhưng lại mấy gái lại cho tiền nữa. Tất nhiên bán hàng, tất nhiên một là thế, hai là thường những người như thế cho tiền thì mình trả người bình thường là mình đi lấy cả đúng không? Đúng rồi. Ai mình lấy được? Đúng, ai lấy mình lấy làm gì? Mình chẳng có, mình cho người ta thôi, nhưng lấy gì là cho chị kia sợ quá chạy mất dép. Nhưng mà hôm em cũng gặp vì em đi làm em hay đi đường này mà. Em thấy hôm còn treo ở cái con bé nó ngồi đằng sau thằng người yêu, chắc yêu treo cái gì ấy. Thế là ông kia còn sờ tay kia mà. Vai. Ở đây bắt thì cái lỗi gì ấy. Lỗi vật một là sinh nhan dễ. À dễ nhưng không sinh nhan. Dễ nhưng không sinh nhan anh. Dễ em thấy đôi kia đi thẳng mà. Dễ phải nhưng sinh nhan ấy. Chắc là vượt đèn đỏ hoặc là lấn làn trên là đúng không? Cái vạch kẻ đường đấy. Mình lấn lên, mình dừng đèn đỏ, mình lấn một tí nó bắt. Nhưng mà đang đèn xanh thế, lúc em với anh thì nó đi ở trên là đèn xanh. Hoặc là không gương. Em thấy có gương. Có gương à? Vâng. Khả năng đi sai làn. Chắc là đi ở cái làn trong là dễ. Cái làn phải này là chỉ được đi rẽ phải thôi. Thì ông nó lại đi thẳng. Ông đi vào làn đấy nhưng ông lại đi thẳng là vẫn người ta vẫn bắt bình thường mà. Nhưng mà cái trên cái chỗ đoạn mà dễ ra cho tắc nhất này này. Em thấy nhá, có xe nhá, có gương nhá, có mũ nhá, có xi nhan mà nó vẫn bắt. Không biết là bắt gì, lỗi gì. Chỗ đoạn đường cong này này. Thế á? Không, cái chỗ đoạn ở trên ngã tư sở này. Đường cong này á? Dễ trái. Dễ trái đúng rồi, dễ trái ở xi nhan đấy. Nhưng mà em thấy lúc mà em thấy có xe nó vẫn xi nhan mà nó vẫn bắt. Bây giờ nó mới có biển phân làn mới. Nếu mà đi thẳng thì mình đi sang làn bên phải, còn nếu rẽ trái thì mình đi sang làn bên trái. Đấy. Buổi sáng thì em lại thấy buổi sáng đây, công mà... an nó hay đứng ở bên này này. Nhưng buổi đấy. Chiều. Đấy, rẽ phải xi nhan chuyển làn sang đây. Còn mình đây là mình bắt buộc phải xi nhan trái nhá. Đến đây bắt buộc phải xi nhan đấy. Không là các anh đứng đây bắt đấy. Em đấy. Tại công an nó hay đứng ở đây bắt. Nếu em đi đây bắt buộc em phải đến đây em phải xi nhan trái luôn. Em đừng có khi nào mà em đi hết đường ra kia thì không tắt. Đường công an hay đứng đây này. Đấy, nó hay đứng ở chỗ này bắt lắm. Sáng nay em sẽ đứng đợi đèn đỏ ở đây. Đấy. Em thấy bắt một loạt. Cái khu em ở đẹp hết nhỉ, có cái hồ đấy. Vâng, mát. Có cá đẹp thế. Mùa hè mát á. Buổi sáng mở cửa ra cái đi bộ đẹp. Chỗ em á, anh dễ luôn ở cái đường bên này. Anh thì anh cũng ở gần hồ thôi, nhưng mà cũng đẹp phết.
buổi sáng người ta hay chạy hồ chạy điều bộ hòa này em mùa hè dãy một cái ngõ thôi nó mát rượi luôn, mát hơn hẳn so với ở ngoài. Chán quá, cuối cùng một ngày đi không làm được gì. Thôi về thêm gửi tiền về suy nghĩ thêm ăn gì đi. Ba cây. Có duyên thì sau em sẽ bước kiểu gì cũng phải đi thi mà anh. Kiểu gì cũng phải đi thi đúng không? Vâng. Ngày nay không đi về nhà ấy. Không đi về nhà chắc là. Ok, cảm ơn nhá. Xin chào, tạm biệt.